trong thời Dạ thưa vâng, Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR được phát đi trên băng tần FM 100.3 HD2 khi mà quý vị đang lái xe, quý vị lắng nghe làn sóng 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày trên băng tần FM 100.3 HD2 cho 3 vùng DC, Maryland, Virginia, cũng như quý vị luôn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co. Và hiện nay quý vị đang theo dõi livestream trên trang Facebook của đài NV Radio. Và thưa quý vị, như vậy bầu cử năm 2020, Lệ Ngọc thấy thời gian nó sẽ trôi qua rất là nhanh, chỉ còn có khoảng 6 tuần nữa thưa với luật sư Diện. Quá nhiều quý vị khán thính giả đã nhắn tin vào và nói rằng không riêng về em mà gia đình của em cũng đã quyết định bầu cho ai rồi. Với cái sự quyết định khi mà quý vị nói là ủng hộ cho ai đó thì thưa quý vị, hiện nay những cái tin tức mà về bầu cử cho chúng ta thấy cái sự kiện nó như thế nào, cái tình hình nó có khả quan cho ai, cho Tổng thống Donald Trump hay là cho ông Joe Biden hay không. Nhưng mà có một cái điều thưa với lại luật sư Duyên, ông Roger Stone, cái tin này nó quá giật gân thưa với lại quý vị. Ông cựu cố vấn Roger Stone của Tổng thống Donald Trump, ông đề nghị là Tổng thống nên thiết quân luật nếu mà ông này bị thất cử. Quý vị, khi mà nói tới ông Roger Stone, quý vị cũng biết ông này là một người bạn rất là lâu năm, thâm niên với lại ông Donald Trump, và ngay cả là cựu cố vấn của ban tranh cử của ông Trump trước đây. Ông gọi, ông lên tiếng, ông kêu gọi thưa với lại luật sư Duyên, Tổng thống nên ban hành thiết quân luật để mà tiếp tục nắm quyền lực nếu mà thất cử. Đây là lần đầu tiên mà Lê Ngọc thấy ở nước Mỹ nó lại có một cái tình trạng, mà phải nói một cái tình trạng nó quá tệ hại, không thể nào mà chấp nhận được thưa với luật sư Duyên. Nước Mỹ đâu phải là một cái nước cộng sản đâu thưa với lại luật sư. Thì đó, cái bây giờ một lần mà mình nghe những cái bộ sậu của Donald Trump mà nói chuyện đó, trong đó những cái người mà đang có quyền trong tay như là Bill Barr nói, là mình cũng biết là muốn dùng cái quyền lực của mình để mà phá vỡ cái hệ thống pháp lý, phá vỡ luật lệ để mà giữ cho Donald Trump giữ quyền lực cho Donald Trump. Mà thì bây giờ Roger Stone thì không có quyền lực gì cả đó, mà đây là một cái tay, có thể nói là một cái tay mà lưu manh từ bao nhiêu thời rồi. Chúng ta nên nhớ là khi những cái bức hình mà hồi Roger Stone còn trẻ đó, là luôn luôn đi kè kè với Donald Trump, lúc mà Donald Trump còn là một cái tay lưu manh ở trong cái thế giới nhà giàu của New York đó, là Roger Stone không là cứ đi sát theo Trump. Nó cho thấy cái bản chất là gì, cái người này không bao giờ làm một cái chuyện gì mà chính trực được hết á, toàn là làm cái chuyện lưu manh thôi. Và mới gần đây mình tin nó rõ thì anh em chúng tôi cũng chia sẻ rồi đó, là khi bị cáo buộc đi ra xử đàng hoàng đó, bị cáo buộc tất cả là như 7 cho tới 9 tội danh gì đó, cho nên chưa kịp ở tù, lẽ ra là phải vô tù rồi, thì Donald Trump đã commute, tức là đã xóa cái án tù thôi. Vẫn là một cái tên hình sự, nhưng mà cái án tù thì không có phải trả vậy thôi à, chứ còn đây vẫn là một tên felon. Thì bây giờ cái tên felon này, cái thằng côn đồ này đó, bây giờ nó lại lên tiếng nữa. Nó nói rằng là nếu mà tới tháng 11 này mà Donald Trump không thắng đó, thì nó đề nghị là Donald Trump dùng ra cái martial law, ra cái thiết quân luật để mà ở lại cái quyền hành. Thành ra mình nghe cái tin này đó, mình biết là một cái thằng du côn, một thằng du đảng, nó nói càng rồi. Nhưng mà tôi muốn gia đình NVR chúng ta hiểu luật, chúng ta hiểu cái chuyện nó như thế nào. Bởi vì cứ mỗi một lần mà nghe tin mình bực mình, cái điều đó nó không hay. Thứ nhất, cái martial law là để mình nói cái, thí dụ cái tình hình Việt Nam mình hồi xưa đi cho mình dễ hiểu. Khi mà mình nói thiết quân luật có nghĩa là quân đội sẽ take over, mà quân đội take over đó là những cái cơ cấu dân sự như là thượng viện, hạ viện đều là dẹp qua một bên hết. Và thiết quân luật, nhất là trong những cái thời chiến tranh, hay được dùng
Thứ hai nữa là ở những cái nước mà luật lệ nó không rõ ràng, Việt Nam của mình trước 75 luật lệ cũng không rõ ràng, còn sau 75 bây giờ là luật rừng, nhưng mà tôi sợ với tôi đưa lên để cho chúng ta dễ có cái hình ảnh, chúng ta dễ hiểu mà. Hay là những cái xứ khác chẳng hạn như Thái Lan đi, học sinh viên đứng lên biểu tình chống hoàng gia một cái, họ ra martial law, họ ra thiết quân luật, thiết có nghĩa là bằng sắt đó, iron đó, một cái luật của nhà binh bằng tay sắt mà, thì ra cái bàn tay ra cái luật sắt như vậy là để mà đàn áp người ta. Thì đó là những cái ở ở những cái nước mà cái nền dân chủ, cái luật lệ của họ đó nó không có được rõ ràng. Còn ở Mỹ này thì mình đã có xài cái martial law chưa, mình đã có xài cái quân luật như thế chưa, thì thưa quý khán thính giả, đã xảy ra rồi. Nhưng mà tất cả những lần mà người ta sử dụng quân luật đó là bởi vì người ta để muốn bảo vệ cái gì đó. Và thứ nhất người ta bảo vệ là bảo vệ cho nước Mỹ, bảo vệ cho người dân, chứ người ta không có bảo vệ cái quyền lực cá nhân. Như là trong chương trình này, nếu mà quý khán thính giả theo dõi anh em chúng tôi đó, thì nhớ là năm 1957 là ông Tổng thống Eisenhower, ông đã một lần ông đã xài cái martial law đó rồi. Có nghĩa là ở Arkansas đó có 9 đứa học trò da đen nó được đi vào trường da trắng nó học, là tại vì lúc đó là năm 1954 đó, là tối cao pháp viện đã nói rằng là không có vấn đề mà gọi là kỳ thị nữa, nếu mà kỳ thị nữa là vi hiến. Cho nên 9 đứa học trò da đen được một trường da trắng ở Arkansas nhận để mà đi học. Thì cái tay thống đốc của Arkansas lúc đó, cái thời đó là dân chủ là tồi tệ lắm, thì cái tay thống đốc đó là một tay thống đốc dân chủ. Quý khán thính giả có thể tưởng tượng là hắn dám dùng cái vệ binh của Arkansas đó, National Guard của Arkansas đó, nó không có cho 9 đứa nhỏ nhỏ này đi nhập học. Thì cái hội đồng giáo dục của Arkansas mới gọi lên cầu cứu, thì ông Tổng thống Eisenhower lúc đó là ông Tổng thống Cộng hòa, ông mới ra một cái lệnh, ông đó là ông đang sử dụng martial law đó, là dụ việc sử dụng quân lực đó, ông cử luôn cái sư đoàn 101 dù chính quyền liên bang áp xuống, gọi là tước cái quyền của vệ binh của tiểu bang, và để mà cho 9 đứa trẻ đó được đi học đàng hoàng. Thì cái đó là một lần, đó là thật sự ra trước đó có nhiều nữa, nhưng mà tôi chỉ kể cái gần nhất đi để chúng ta dễ nhớ thôi. Rồi sau cái vụ mà 1957 của ông Eisenhower đó, thì tới 1962 cũng xảy ra cũng tương tự như vậy, mà lần này ông tổng thống là ông tổng thống Kennedy, là một ông tổng thống dân chủ. Cái sự việc nó xảy ra là có một anh học trò da đen, ảnh được nhận vào cái trường đại học Mississippi, mà chúng ta biết Mississippi là một cái tiểu bang mà kỳ thị kinh hoàng lắm, nghĩa là giết da đen, treo cổ da đen giữa đường, là chuyện đó vẫn xảy ra hồi đó mà. Thì năm 1962 một sinh viên da đen được đủ điểm và được trường công nhận, thì ông thống đốc của Mississippi cũng lại chặn không cho cái cậu bé này vào học nữa. Thì lúc đó ông tổng thống Kennedy cũng sử dụng quân đội của liên bang trấn áp và gần như là hỗ trợ để cho cái thanh niên da đen đó được đi học. Thì rồi sau đó 1965 ông tổng thống này cũng là một tổng thống dân chủ, là ông Lyndon Johnson đó, ông cũng vậy. Khi mà có những cái cuộc biểu tình, mà cuộc biểu tình của người ta là biểu tình ôn hòa, mà lúc đó có một cái đám mà chống biểu tình, cái đám da trắng cực đoan bây giờ nó tấn công người ta, chính quyền tiểu bang làm lơ, thì ông tổng thống Johnson lúc đó năm 1965, ông này là tổng thống dân chủ, ông gửi liền quân đội liên bang xuống để mà bảo vệ những cái người biểu tình. Quý khán thính giả thấy rằng là yes, đã có những cái chuyện xảy ra mà người ta sử dụng cái quân luật. Vậy mà bây giờ tới cái Donald Trump đó, thì quân luật được sử dụng một cách tầm bậy hết trơn. Tức là những cái lần mà sử dụng quân luật như vậy đó, thế nào cũng bị challenge. Mà khi challenge ra tòa án ra lệnh khẩn cấp thì nó mới được tốt mà. Thì chúng ta nên nhớ là Donald Trump đã sử dụng quân luật rồi. Gần đây nhất là cái chuyện mà đi ra nhà nhà thờ rồi cầm cái bản kinh thánh lật ngược đầu rồi chụp hình như vậy đó,
mà cũng sử dụng cái lực lượng liên bang tới để mà clear những biểu tình. Cái đó là những cái tầm bậy. Cho nên bây giờ tên Roger Stone này, cái thằng hình sự này, nó nói rằng là nếu mà tháng 11 này đó là mà Donald Trump mà không có đắc cử đó, thì Donald Trump nên sử dụng quân luật, có nghĩa là cho lính liên bang tràn xuống. Quý khán thính giả thấy cái bản chất côn đồ lưu manh của những thằng như là Roger Stone, như là Donald Trump, như là Bill Barr, như là Peter Navarro, tụi nó rất là giống nhau. Sửa đổi, trấn áp, nghĩa là bẻ lực để mà tự mình là gọi là làm tổng thống suốt đời mà. Cho nên cái chuyện mà tụi nó gợi ý trong đám tụi nó với nhau đó, nó cho mình biết rằng là tụi nó sẽ xài võ lực đó, thì nó có một cái may. Quý khán thính giả nhớ mới có 1 2 tuần trước thôi, thì cái ông tướng Mark Milley, ông này là chủ tịch liên quân đó, ông này là cái người mà ông nói là ông bị lừa trong cái việc mà dẹp biểu tình để mà qua qua cái yêu cầu của Bill Barr đó, dẹp biểu tình rồi cho Donald Trump lên mà cầm cái quyển thánh kinh lật ngược lại mà chụp hình làm cảnh đó. Là cái lần đó là ông biết là sai, ông đã xin lỗi lần đó, và cho nên cái lần sau đó đó thì là mọi ông trong một cái cuộc phỏng vấn, người ta hỏi là nếu mà giả sử bầu cử tháng 11 này đó mà cái kết quả nó không có rõ ràng đó, thì ổng nói là ổng có sử dụng quân lực hay không, thì ổng nói rất rõ, quân lực sẽ đứng ở bên ngoài. Cái chuyện mà giải quyết bất đồng về bầu cử đó là do quốc hội và do tòa án, do tối cao phát biện, chứ còn quân đội không phải là trọng tài trong mấy cái việc này. Cho nên tôi giả sử mà tới lúc đó mà Donald Trump không chịu đi, mà ông tổng thống mới mà ra lệnh dùng quân luật để mà tống cổ Donald Trump qua ra đó, thì đừng có hy vọng là quân đội sẽ can thiệp, tại vì phải có lệnh tòa thì mới hoặc may. Còn ngược lại, nếu mà Donald Trump lại lúc đó còn đang là tổng thống mà ra kêu dùng quân luật để mà ngồi ở lại đó, thì quý khán giả hãy tin là quân đội họ sẽ không có ủng hộ Donald Trump trong cái chuyện đó. Cho nên người ta nói bên bên quân đội đó thì người ta nói rõ rồi đó, là người ta sẽ không có nhúng tay vào cái phần còn lại đó là quốc hội và tòa án. Thì bây giờ đây là cái bối cảnh mà chúng ta phải làm quen từ bây giờ. Chúng ta phải làm quen từ bây giờ là bởi vì chúng ta đi bỏ phiếu đó, thì như anh em chúng tôi đã chia sẻ, cái ngày 3 tháng 11 thường thường năm nào bao nhiêu cuộc bầu cử rồi, là tới cuối ngày hôm đó là chúng ta sẽ có kết quả, chúng ta biết ai là tổng thống rồi. Còn nhưng mà năm nay đó là vì cái cơn đại dịch coronavirus này nè, là rất là nhiều người sẽ không đi bỏ phiếu trực tiếp, cho nên người ta sẽ bỏ phiếu bằng thơ. Thì bây giờ đây là cái bối cảnh là thí dụ như ngày 3 tháng 11 mà cuối ngày Donald Trump thắng, thì các đài truyền thông họ cũng sẽ nói rằng Donald Trump đang dẫn. Nhưng mà thưa quý vị, là chúng tôi có hàng triệu cái lá phiếu chưa đếm, lá phiếu thơ chưa đếm. Và lúc đó đó là thì Donald Trump có thể làm càn, nói rằng là ô những lá phiếu đó là gian lận này nọ, và Donald Trump sẽ cướp chính quyền bằng cái ngõ đó. Nói như thế để mà quý khán thính giả hiểu là yes, Donald Trump luôn luôn muốn cướp chính quyền, nhưng mà cái chuyện đó để nghĩa là chính quyền sẽ nghĩa là tính sổ với Donald Trump sau. Ngay bây giờ tôi khuyên tất cả những cái người Việt Nam, nhất là những người Việt Nam mà sống ở những cái tiểu bang chiến địa đó, làm ơn đi bầu sớm, mà nếu có thể được thì đi bầu in person, để mà mình góp phần mình khóa những cái lưu manh của cái đám mà gọi là tráo bài ba lá, mà nó muốn đá bàn, nó giật tiền, mà chỉ có chúng ta mới mới là quan trọng nhất. Còn nếu mà cái chiến thắng của Joe Biden mà đã rõ ràng rồi đó, thì Donald Trump có ra lệnh gì đi nữa cũng không có ai nhúng tay vào hết. Để nói như thế, mà sở dĩ mà tôi cứ nói đi nói lại đó là tại vì cái nhiệm vụ của anh em chúng tôi là chúng tôi hiểu được ở ngoài đó có rất nhiều người
trong cộng đồng chúng ta, ta trong gia đình NVR chúng ta nghe những cái lời nói ngang ngược, sắc sược, nói mà không có luật lệ, nói mà không hiểu mẹ gì hết mà cũng nói đó, thì người ta bực mình. Nhưng mà tôi vui là một cái điều là càng nghe NVR chừng nào đó thì cái niềm tin, cái thứ nhất cái bực, sự bực mình nó không, nó không còn nữa, nó giảm nhiều lắm. Và nhờ mình biết rõ luật lệ nó như thế nào, mình biết rõ cái điều gì nó sẽ xảy ra đó, mình vững tin vào cái lá phiếu của mình vững tin vào cái quyết tâm của mình. Cho nên làm ơn quý khán thính giả, đừng có cái anh em chúng tôi mời gọi và rất là cảm ơn sự lắng nghe, sự góp ý của quý khán thính giả. Bởi vì giống như dân chúng nói đó, mà những cái người mà gọi là họ lên tiếng đó, à, mấy hãy đã chống tổng thống Trump đó, thì cái miệng lưỡi của họ rất là độc. Yes, mời vào để rồi cuối cùng ra công nhận liền luôn đó. Chương trình chúng tôi độc lắm. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc thấy là quá nhiều những cái vị khán thính giả nào ở trên Facebook rồi nhắn tin cho Lê Ngọc đều nói rằng là quá lưu manh, quá xảo quyệt. Nhưng mà đây Lê Ngọc sẽ tiếp lời với luật sư Duyên để gửi đến cho quý vị khán thính giả để quý vị thấy coi những người chung quanh của Tổng thống Donald Trump nó thuộc thành phần, thuộc cái giới nào nha thưa quý vị. Roger Stone còn nói rằng là đề xuất ra một cái ý tưởng thưa quý vị, là giới chức của liên bang tịch thu phiếu bầu ở tiểu bang Nevada và cho cả nhân viên FBI chặn một cái số phiếu của cử tri để cho Tổng thống Donald Trump có thể sử dụng cái quyền hạn của ông để mà bắt giữ những người đối lập để mà củng cố quyền lực của Tổng thống Donald Trump. Đó là tất cả những gì mà cơ quan truyền thông Media Matters đưa tin. Thì tất cả những cái lời tuyên bố của Roger Stone đó, quý vị có thể nghe được ở ngay trên một cái đài truyền thanh đó là InfoWars. Thưa quý vị, đây là một cái đài gọi là cực hữu. Nhưng mà những cái lời mà lên tiếng của những người mà quen trong cái cựu cố vấn ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump, quý vị không thể nào ngờ được. Ông này còn đưa ra một cái kế hoạch cho Tổng thống Donald Trump để bắt ai, thưa quý vị. Đây là những nhân vật mà Roger Stone nói đến. Nào là Mark Zuckerberg, tổng giám đốc của Facebook, rồi Tim Cook của Apple, gia đình của cựu Tổng thống Clinton, và bất kỳ ai mà liên quan đến cái cuộc bầu cử gian lận, thưa quý vị. Họ nói là họ cứ nói không cần bằng chứng gì, chưa chỉ là họ đã nói là gian lận nếu Tổng thống Donald Trump thua. Thì bây giờ Lê Ngọc nghĩ nói ra là nếu một cái kịch bản Tổng thống Donald Trump thắng thì có phải là gian lận hay không? Thì đối với những người xảo quyệt lưu manh này thì không có gian lận, chỉ có khi nào mà Tổng thống Donald Trump thua mà thôi. Rồi ngoài những cái nhân vật mà Lê Ngọc vừa mới nói đến đó thưa quý vị, ông Roger Stone này, ông còn đòi bắt ngay lập tức ông tướng James Mattis, cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vì ông cho rằng là có ý nổi loạn. Rồi vì ông James Mattis đã nói rằng là ông Trump không xứng đáng để giữ vai trò của tổng thống theo như cái cuốn sách Rage của ông Bob Woodward đã nói đến và sẽ ra mắt trong tuần này nha thưa quý vị. Rồi những người nào mà bị bắt giam, bắt giữ nữa, và còn thưa quý vị còn nói đến cái vấn đề là chỉ có Tổng thống Donald Trump thắng mới là không gian lận, còn thua là gian lận. Và ông còn tuyên bố rằng ông nói hả, những người đối lập của Tổng thống Donald Trump muốn chơi trò chiến tranh hả, thì ngay lập tức có chiến tranh liền. Quý vị thấy những cái lời nói nó không thể nào mà chấp nhận được. Do đó có rất nhiều những chuyên gia về chính trị, thưa quý vị, những người mà họ có một cái trình độ và họ có một cái tư cách, thì họ đã nói ngay lập tức những cái kiểu lập luận, những cái kiểu lên tiếng mà bất chấp luật lệ này không thể nào mà thuyết phục được bất kỳ ai cử tri Mỹ, mà nó còn có thể là nó có một cái phản ứng ngược lại, vì đây chỉ có cái tính cách muốn gieo rắc những cái nỗi lo sợ, những sợ hãi trên những cử tri của người dân Mỹ. Lê Ngọc thấy có một vị giáo sư, thưa quý vị, vị giáo sư này là vị giáo sư về luật của trường đại học Harvard, đó là ông Lawrence Tribe, thì ông còn nói rằng cái luận điệu độc tài này của Roger Stone bị lây nhiễm từ đâu, thưa quý vị. Quý vị nghĩ coi ông giáo sư luật này nói có đúng không? Bị nhiễm ngay
đối với lại Tổng thống Donald Trump. Và cái điều này cần phải được xem xét một cách rất nghiêm trọng, không để được những cái luận điệu mà từ gây ra từ chính vị lãnh đạo, từ vị Tổng thống mà nó tạo ra cái tình hình chia rẽ như hiện nay. Còn có một vị cựu cố vấn của Tòa Bạch Ốc trước đây là John Dean của thời cố Tổng thống Richard Nixon. Thì ông này còn nói một cách rất là thẳng thừng là Roger Stone đang xúi dục ông Donald Trump thành một nhà độc tài. Thì quý vị, chúng ta là người dân Mỹ, chúng ta là cử tri của nước Mỹ. Quý vị nghĩ cái lá phiếu quý vị sẽ bỏ cho ai? Chắc chắn Lê Ngọc nghĩ là quý vị đã có câu trả lời. Trở lại với lại luật sư Duyên. Vâng. Quý khán thính giả nghe qua cái tường trình mà Lệ Ngọc mới vừa chia sẻ đó, mình thấy là những cái đám mà nó đứng mà hiện giờ nó đang đứng trong cái bè lũ của con bọ hung Donald Trump đó, cái bản chất nó rất là giống nhau. Thứ nhất, Alex Jones là ai? InfoWars, hồi nãy Lệ Ngọc nói đó, thì cái InfoWars là một cái đài của cái tay nó tên là Alex Jones. Alex Jones là một cái người mà nói lên những cái điều gì? Lên trên đài nói như vậy mà người ta vẫn tin à. Nói cái chuyện mà bắn mấy đứa học trò ở cái trường Sandy Hook á, là toàn là đóng kịch hết. Những cái gia đình bị chết đó đều là những cái kịch sĩ được mướn để mà làm rồi khóc lóc vậy. Chứ còn hoàn toàn mấy đứa nhỏ không có ai bắn mà cũng không có ai chết hết đó. Quý khán thính giả nghe cái tin nó buồn cười đến như vậy đó. Mà vẫn có một cái lũ nó tin, nhưng mà riêng những cái gia đình của mấy em học trò bị bắn đó, kiện Alex Jones, và bây giờ Alex Jones thua kiện cái số tiền tôi cũng quên là bao nhiêu rồi, nhưng mà lớn lắm, vài chục triệu đó. Mà đây là một cái thằng mà nó điên, mà thứ nhất trong gia đình của nó thì nó là một cái thằng domestic violence, nó đánh đập gia đình nó, mà đại khái nó như thế. Tóm lại là những nó bị đủ thứ chuyện hết đó, và bây giờ nó đi nó tuyên truyền ba cái chuyện như thế này, nào là Facebook Zuckerberg cũng bị bắt, rồi Tim Cook của Apple, rồi Clinton, vậy mà vẫn có người có những người nghe, mà nhất là những cái ông trong mấy cái cộng rác trong cái cộng đồng của mình đó, thì tin cái là chuyển liền, rồi bởi vì họ nói những cái câu rất là buồn cười, nào là tung chiêu ra đấm vào mặt này nọ kia. Mình nghe cái đó mình biết là bị rác rưởi rồi. Sẵn đang nói chuyện về luật lệ đó, thì có một thính giả hỏi rằng là ông Duyên lấy cái tin là 60 phiếu đó thượng viện mà muốn chấp thuận một cái dự luật 60 phiếu, thì cái tin đó ở đâu? Thì quý thính giả cứ Google và đi, thì nó sẽ dẫn cho mình cái link đi vào trong những cái policy của thượng viện đó. Thì sẵn đây thì tôi chia sẻ luôn. Cái thượng viện, chỉ có thượng viện Mỹ gần như là một cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới này mà mình có cái chữ nó gọi là filibuster đó. Filibuster có nghĩa là cho mấy ông nghị sĩ được quyền debate, nói dài, nói dở gì cũng được quyền hết. Và điểm thứ hai nữa là một dự luật phải được 60 phiếu thì mới thông qua. Và cái đó là cái regular, cái bình thường như vậy. Nhưng mà càng gần về sau này thì nó xảy ra một cái chuyện là các họ làm việc đó, họ không có còn làm việc theo lưỡng đảng nữa, mà cứ mạnh đảng nào đứng về cái đảng của mình, mà thành ra mới có một cái option nó gọi là nuclear option, tức là một cái chọn lựa gọi là nổ nguyên tử đó, nói nôm na như thế. Thì cái nuclear option đó nói rằng là họ sẽ làm một cái closure, tức là cái closure để mà đóng cái filibuster lại, và khi mà họ dùng cái nuclear option là họ có những cái dự luật mà họ muốn thông qua cho nó nhanh, không có để mà trì trệ nữa đó, thì lúc đó chỉ có cái đa số thôi chứ không có cần phải 60 phiếu. Có nghĩa là 51 với lại 49 là kẻ như thắng rồi. Đó là như vậy. Cho nên cái hôm nọ cái gói cứu trợ đó thì Mitch McConnell không có dùng cái nuclear option mà dùng cái filibuster bình thường đó, mà thì đòi hỏi phải có 60 phiếu, mà không đủ 60 phiếu cho nên cái dự luật đó không có thông qua. Mà cái đó là cố tình của bên phía bên của cái nhóm mà đảng Trump ở trên thượng viện đó, họ không muốn thông qua cái đạo luật đó, thành ra họ viết một cái đạo luật mà nó rất là mỏng manh, tiền không có đủ đâu vô đâu, không có giúp được ai hết đó.
họ viết như vậy, và tới chương 4 đó họ cũng nói rằng là không có xài, nếu mà thật sự mà họ muốn thông qua đó là họ đã xài cái nuclear option rồi. Không, họ xài cái regular option, và vì cái regular option đó chỉ có được 51, 52 phiếu thôi, cũng không đủ. Thành ra để mà trả lời thính giả đó, vì sao mà có khi thì 60 phiếu, có khi thì 51 phiếu, nó nằm ở trong những cái policy của Thượng viện hết, cái cách mà Thượng viện điều hành đó. Mời quý thính giả vào đó để mà xem. Rồi trở lại với Lê Ngọc về cái tin bầu cử năm 2020. Dạ vâng, và một cái tin nữa thưa quý vị cũng biết là tiểu bang Florida cũng là một cái tiểu bang rất là quan trọng, và hiện nay Tổng thống Donald Trump ông nhất quyết ông giành chiến thắng. Thì từ ngày hôm qua tới giờ thưa với lại luật sư Duyên, một cái tin mà giới truyền thông cũng nói đến rất là nhiều, thì thưa quý vị, tỷ phú Michael Bloomberg ông lên tiếng và ông cho rằng là ông dự trù có thể ông sẽ ủng hộ trong Joe Biden ít nhất là khoảng 100 triệu để giúp cho ông Biden ở ngay tại tiểu bang Florida. Và cái việc mà ông Bloomberg thì quý vị cũng biết chính là ông cũng là một vị cựu ứng cử viên tổng thống trong cái những cái cuộc tranh luận vừa mới qua đây, và ông cũng đã rút ra khỏi. Thì như vậy thưa với luật sư Duyên, khi mà chúng ta thấy được là một người đã từng thua ông Joe Biden mà bây giờ lại lên tiếng sẽ ủng hộ, mà trước đây không phải là 100 triệu mà trước đây ông cũng đã bỏ ra một số tiền rồi nha thưa quý vị, thì quý vị biết là cái ý định cái nhất quyết mà ông muốn là Tổng thống Donald Trump phải ra khỏi tòa Bạch Ốc tại vì những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump. Điều này thưa với lại luật sư Duyên, tiểu bang Florida hiện nay chuyện gì đã xảy ra ở đây mà cũng đang có những cái tin tức cho rằng người dân Hispanic ở đây họ có thể họ đang có những cái vấn đề mà số người dân ở Florida sẽ ủng hộ cho bên phía Tổng thống Donald Trump. Thực hư như thế nào thưa luật sư Duy? Bây giờ cái con số mà Hispanic ủng hộ cho Tổng thống Trump thì anh Duy sẽ trả lời, sẽ phân tích cái chuyện đó sau. Nhưng mà trở lại cái chuyện mà ông Michael Bloomberg mà bỏ ra 100 triệu đó, thì có một vài chi tiết mà mình đi vào sâu nó cũng thích thú lắm. Thứ nhất, chúng ta nhớ là Michael Bloomberg đó là ông là hai lần ông là mayor, thị trưởng của New York. Và những cái policy của ông đó, ông này là người tay trắng làm nên, không phải là cha mà nhà giàu giống như là Donald Trump đâu. Ông này là tay trắng làm nên. Rồi ông làm hai lần thị trưởng của New York, và trong hai nhiệm kỳ của ông đó, ông đã để lại những cái legacy, những cái di sản mà ngay bây giờ nhiều tiểu bang trên nước Mỹ đã copy cái chuyện của ông làm rồi. Thành ra ông này ngon lành lắm. Vào cái lúc ông trẻ đó, cái thuở đó là khoảng 40, 40 ngoài, nó có những cái chuyện chẳng hạn như là một cái người trẻ mà thành công mà giàu nữa mà, cho nên cái ổng có liên quan tới một vài điều mà sau này người ta nói rằng là có sexual trong đó. Nhưng mà thực sự ông này ổng không có đi vượt quá xa, tại vì là chính cách cho nên người ta nói thôi. Bằng cớ là lúc mà ông ra ông ứng cử tổng thống đó, thì bà Elizabeth Warren tấn công ổng. Cái điều ngạc nhiên là có lẽ là ông không có ngờ là bị tấn công như vậy, tới lúc đó ông khựng lại. Mà ông khựng lại trước cái cuộc debate như vậy đó, là người ta nói rằng là ông này sao kỳ vậy, bộ ông có cái gì bậy hay sao. Tới chừng khám phá ra sau khi mà ông rút lui rồi đó, ông nói là tôi release những cái người mà, tại vì bà Elizabeth Warren hỏi là ông có ký những cái hợp đồng bịt miệng hay không, bao nhiêu ký, bao nhiêu người, ông trả lời không được. Tới chừng sau khi xong ông không tranh cử nữa thì ông tự do, ông nói bây giờ tôi đã release hết mấy người đàn bà đó rồi, muốn nói gì nói, ông đâu có kia. Là tại vì những cái người tuổi trẻ mà thành công cỡ cái tầm ông này đó thì yes, có những lúc là ngang tàn, nhưng mà cái ngang tàn của ổng đó nó không có vượt qua cái mức độ mà tội phạm hay là ghê tởm, kinh tởm, đáng thô bỉ như là Donald Trump, thì ông này không có. Cho nên sau đó không ai nói, không, ổng nói ổng release hết rồi, đâu có người phụ nữ nào lên tiếng đâu, chỉ có Elizabeth Warren tấn công thì ổng lúng túng. Và cái lúng túng đó bây giờ ông không thấy worth nữa thì ông rút lui. Cái đó là như vậy. Rồi bây giờ ông nói là ông nhất định, ông này là cái ông mà khi mà Donald Trump đó mà ra ứng cử đó, thì ông nói rất là rõ
Tôi là cái thằng ở New York, mà Trump nó cũng là cái thằng ở New York, và ở New York tụi tôi, New Yorker tụi tôi đó, nhìn cái thằng điếm là biết liền thế à. Tức là ông nói như vậy, Nguyễn Hoàng Duyên thì không phải là người New York, nhưng mà nhìn cũng biết cái thằng điếm đó là thằng điếm, cái gì đó là cái mình ngang bằng với ông Bloomberg về cái mặt đó. Nhưng mà trở lại, quý khán thính giả thấy nào, cái tài sản của Donald Trump bây giờ đó, nếu mà mình đội đội con số lên đi nữa đó, thì theo cái con số của Forbes vào khoảng 2 tỷ rưỡi. Còn cái ông Bloomberg này đó, là con số thực sự của ông ngay bây giờ là 54.9 tỷ, có nghĩa là gần 55 tỷ. Ông là chủ cái tờ báo Bloomberg, ông là chủ bao nhiêu cái công ty rồi, mà tay này là tay trắng làm nên. Thì ngay bây giờ ông nói là ông sẽ bỏ ra 100 triệu để mà đánh bại Donald Trump, thì mình tưởng là nhiều, nhưng mà quý khán thính giả thấy không? Mình có 55 tỷ mà mình xài 100 triệu, cũng giống như là bây giờ mình nói con số nhỏ lại cho nó dễ hiểu, là nếu mà mình có 55.000 đô la, có 55.000 mà đi xài 100 đồng đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Có 55.000 xài 100 đồng dễ dàng lắm, không có sao hết đó. Như vậy thì nếu mà có 55 tỷ mà xài 100 triệu đó, nó lại càng dễ hơn nhiều nữa. Là tại vì mỗi một lần mà chứng khoán thay đổi đó, thì những tay tỷ phú cỡ như ông Bloomberg, hay là những người giàu hơn nữa như là Bill Gates hay là Warren Buffett đó, họ mà họ mỗi một lần mà chứng khoán thay đổi đó, thì cái tài sản của họ đó lên một lần đó là lên một lần vài tỷ bạc. Mà 1 tỷ có nghĩa là 1.000 triệu, vậy thì xài 100 triệu, it doesn't matter. Điều đó thành ra khi mà ông nói ông tung tiền ra để mà ông tranh cử đó, ông này nói thiệt. Còn Donald Trump mà nói rằng là mình mà tung 100 triệu đó, là quý tín giả phải take it with a grain of salt. Nói theo cái kiểu Mỹ đó là tin nhẹ nhẹ thôi, đừng có tin. Donald Trump từng nói rồi mà không bao giờ bỏ xu nào ra hết. Nói là nói như vậy, còn người ta ủng hộ đó là tìm cách bỏ tiền vô túi. Mà chính vì cái bỏ tiền vô túi cho nên bây giờ Donald Trump đang lúng túng. Ở chỗ nào? Là hồi mà Donald Trump mới vừa đắc cử đó, thì cái ngày mà 20 tháng Giêng vừa tuyên 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 thệ để mà nhận chức tổng thống đó, là ban vận động tranh cử đã tuyên bố liền tức khắc thôi là Donald Trump nộp đơn xin ứng cử năm 2020. Và nộp đơn xin ứng cử 2020 để làm gì? Cái thời gian có sớm để mà thâu tiền, để mà thâu tiền của bá tánh chứ không có gì đó. Tiền bá tánh rất là nhiều, và cái cách xài mà đây là từ ở trong 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 nội bộ của Donald Trump leak ra thì báo chí mới đăng, tức là xài là gì? Xài tầm bậy, mình biết tiền không biết chuồn đi đâu, rồi trả, hãy mà tổ chức một cái gì đó là trả vô vô túi của Trump, thì trả trả vô khách sạn, trả vô những cái nơi nào mà Trump cung cấp dịch vụ đó, là trả vô mấy cái đó, rồi bán hàng hóa này nọ, mua hàng hóa, nghĩa là mua mấy cái mũ, mua cái áo thun của Trump đó, thì bỏ tiền ra in, rồi còn cái phần lời thì Trump Trump lấy như thế nào đó cũng là bỏ túi riêng không à. Thành ra vì cái hỗn loạn loạn đó đó mà cho tới bây giờ, nghĩa là những cái quảng cáo của Trump đó thì nó không có nội dung, nó rời rạc. Trong khi đó thì cái tháng 8 vừa qua đó, Joe Biden gây quỹ là 364 triệu, trong khi Donald Trump gây quỹ còn có 210 triệu à. Thì con số nó đã chênh lệch, mà lại cái cách xài tiền tầm bậy tầm bạ nữa. Cho nên người ta nói rằng bây giờ Donald Trump nếu mà dồn tiền để mà đánh ở Florida, tại vì ở Florida là một cái tiểu bang mà lần trước Donald Trump thắng Hillary đó cũng chỉ thắng có 1% thôi. Thành ra bây giờ nó kèn cửa dữ lắm. Mà nếu Donald Trump tung tiền vô Florida thì sẽ giới hạn cái số tiền cho mấy tiểu bang khác. Nhất là cái anh trùm sò này đó, tiền mà gây vô đó miễn sao phải vô túi quan mới được. Chứ còn biểu mà chi phí mà không có lợi vô túi quan thì chưa chắc quan đã xài. Nhiều cái vấn đề lắm. Cho nên cái 100 triệu của ông Joe Biden cộng thêm cái số tiền, xin lỗi, 100 triệu của ông Bloomberg cộng thêm cái số tiền của Joe Biden đang có, và đồng thời những cái tổ chức khác như là tổ chức mà của Đảng Cộng Hòa đó, mà
ủng hộ ông Joe Biden đó, thành ra cái sự mà những gì xảy ra ở Florida chắc là lần này cũng cũng rất là hồi hộp, tại vì mình không biết ai sẽ thắng. Mà còn quay trở lại những cái thăm dò đó cho thấy rằng là cái người Mỹ đó, cái người Hispanic đó, for some reason họ không có ưa ông Joe Biden, mà họ họ ưa đó họ là họ ưa cái ông Bernie Sanders. Tức là trong cái lúc mà tranh cử sơ bộ giữa đảng Dân Chủ với nhau đó, thì ông Bernie Sanders cuối cùng rồi là đã thua ông Joe Biden rồi, nhưng mà cái giới trẻ của Latino đó thì họ gắn bó với ông Bernie Sanders nhiều hơn là ông Joe Biden, tại vì họ họ nghĩ rằng là Joe Biden cái khuynh hướng của Joe Biden nó không có cấp tiến như là ông Bernie Sanders. Và chính như vậy những cái thăm dò nó cho thấy là cái số đó bây giờ nó đang nghiêng ngả, mà nó có phần là nó nhào qua bên Donald Trump nhiều hơn là nó nhào qua bên ông Joe Biden. Cho tới giờ phút này thì cái thăm dò cho thấy là cái số lượng Latino mà ủng hộ Joe Biden nó có cao rồi, ủng hộ Donald Trump nó cao hơn là ủng hộ Joe Biden, nhưng mà người ta có reason, người có những cái lý do để người ta tin rằng là từ đây cho tới tháng 11 cái con số đó nó sẽ shift, nó sẽ chuyển qua. Mình không biết nó chuyển qua đủ hay không, nhưng mà kể cả tất cả những cái thông tin mà Lệ Ngọc nói rằng là cái nhóm Latino đó, có nghĩa là cái nhóm Mỹ đó, nhóm Hispanic đó mà ủng hộ ông Donald Trump đi nữa đó, thì cái nhóm đó rồi kể luôn cả vấn đề đó, thì ở tại Florida Joe Biden với lại Donald Trump vẫn còn kèn cựa với nhau, và Joe Biden thì đang dẫn trước khoảng một điểm, hơn hơn Trump khoảng một điểm thôi. Mà sở dĩ mà nói cái nhóm Hispanic đó đó mà ủng hộ Donald Trump đó, thì thưa quý khán thính giả, cái nhóm Hispanic đó không phải là từ Mỹ, mà cái nhóm đó đó mình dùng cái chữ Hispanic mình gọi là người Mỹ đó, nhưng mà thực sự ra đó là cái nhóm Hispanic mà từ bên Cuba qua. Chúng ta nên nhớ là Florida với lại Cuba đó là một cái bờ biển cách nhau chỉ có vài chục dặm thôi, mà thì khi mà Fidel Castro cộng sản mà chiếm Cuba đó, thì cái số người đó họ người Cuba đó họ tràn qua Mỹ, cũng giống như Việt Nam mình tràn qua Mỹ nè, thì cái số người đó là cái số người mà họ chống cộng và họ rất là ghét bên phía bên Fidel Castro. Thì cái hồi mà trong cái thời của Obama, của Tổng thống Obama đó, thì hai bên có làm nỗ lực để mà có lại quan hệ ngoại giao, thì vì cái quan hệ ngoại giao đó mà cái người Hispanic đó, cái người mà Mỹ ở cái khu vực, dùng cái chữ Mỹ nữa, cái người Hispanic, cái người Cuba ở Florida đó họ không thích, họ nói rằng là lẽ ra là phải chống Cuba tới 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 tận cùng. Mà nhưng mà tôi thì tôi vẫn tin rằng là bây giờ Cuba cũng đang không có còn là cộng sản nữa, nó bớt cộng sản nhiều lắm rồi, thì từ từ người ta cũng sẽ thay đổi. Nó cũng tương tự như cái tình hình của cộng đồng Việt Nam hải ngoại với Việt Nam nè. Lúc trước thì chống cộng mình chống là tuyệt đối lắm, bây giờ cái số người, tại vì bây giờ Việt Nam mở cửa thì đi qua đi lại, bây giờ hỏi đó thì biết rằng là bây giờ thật sự trong nước nó cũng không còn là cộng sản nữa. Sở dĩ mà chúng ta vẫn chống là chúng ta chống cái ác, chúng ta chống cái tham nhũng, chúng ta chống một cái là một cái đám nó giàu, nó làm khô kiệt cái người nghèo ở Việt Nam và nó bán nước cho Trung Quốc, thì cái đó chúng ta chống tới tận cùng. Chứ còn nếu mà thật sự mà gọi là chống cộng nữa thì khỏi cần chống cộng ở Việt Nam nữa, tại Việt Nam còn cộng sản nữa đâu. Chống chống Việt Nam là chống bán nước, chống giết dân, chống làm giàu trên xương máu của người dân, cái đó mới là cái chính. Cho nên cái gọi là Cuba mà chống cộng và nghiêng về Donald Trump đó, thì thứ nhất, một là nhìn không rõ vấn đề, và cái thứ hai, từ đây tới tháng 11 mà sẽ có những cái biến chuyển, mà ngay cả cái đám Cuba đó mà có ủng hộ Donald Trump đi nữa đó, thì cũng chưa chắc là đủ để mà khuynh đảo cái Florida. Chính vì vậy mà ngay bây giờ cái tiểu bang Florida là cái tình hình nó lạ lắm, bất kỳ cái cuộc bầu cử nào tình hình cũng rất là lạ và luôn luôn là hơn thua nhau chỉ có một điểm trở lại mà thôi. Trở lại với Lê Ngọc.
Dạ vâng, nói đến Florida thì Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị cái số tiền nha. Thưa quý vị, cái lần mà trợ giúp tài chính này của ông tỷ phú Michael Bloomberg đối với lại ông Joe Biden thì tại sao thưa quý vị diễn ra trước khi mà tiểu bang Florida bắt đầu cái cuộc bỏ phiếu sớm, đó là ngày từ ngày 24 tháng 9. Và theo cái lời của bên cố vấn của ông Bloomberg thì cho rằng cái số tiền này sẽ dùng cho những quảng cáo truyền hình và trên mạng. Vì tại Florida thì họ đã thấy những cái quảng cáo của bên phía Tổng thống Donald Trump. Hiện nay họ chi nhiều hơn bên phía đảng Dân Chủ trên đài truyền hình vào khoảng là 8 triệu Mỹ Kim. Thì bên phía đảng Dân Chủ hy vọng với cái số tiền mà ủng hộ của ông Bloomberg sẽ tạo ra một cái vấn đề nó khác hơn ở Florida, và ngay cả những vị thượng nghị sĩ hay là những nhà chính trị mà của tiểu bang Florida họ cũng lên tiếng. Họ nói rằng họ sẽ tiếp xúc với lại người dân ở ngay tại tiểu bang Florida nhiều hơn cả hai bên nha, thưa quý vị, Cộng hòa và Dân chủ, để mà họ muốn thu hút cái lá phiếu cử tri. Và ngoài cái số tiền 100 triệu mà ông Bloomberg lên tiếng thì ông cũng nói rằng ông đã chuyển 18 triệu từ cái quỹ tranh cử của ông trước đây mà còn dư lại cho bên phía đảng Dân Chủ. Và ông cũng bàn giao những cái văn phòng đại diện tại 6 tiểu bang rất là trọng yếu sang cho bên phía đảng Dân Chủ. Và tiếp tục còn một cái sự kiện này nó cũng xảy ra, nó cũng gây cấn lắm thưa quý vị. Thì luật sư Duyên đã nói rằng trong cái ngày cuối tuần thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump ông đã có một cái cuộc tập họp của những người ủng hộ ông ở Nevada trong ngày thứ Bảy. Thì hãng thông tấn Reuters còn cho biết rằng Tổng thống Donald Trump ông đã lên tiếng và ông nói rằng là ông sẽ tái đắc cử cái nhiệm kỳ 2. Và sau đó khi mà đã được tái đắc cử lần thứ 2 thì tại sao lại không có thể sửa đổi để mà có thể làm 4 năm nữa? Thì cái điều này quý vị cũng biết là hoàn toàn trái với lại quy định của hiến pháp của nước Mỹ. Thì với cái lời tuyên bố này của Tổng thống Donald Trump trong cái chiến dịch tái tranh cử của ông ở Nevada, ông hiện nay ông cũng đang bị rất nhiều cái sự chỉ trích. Đây là một cái gọi là cái sự lạm quyền và một cái tính cách gọi là độc tài mà chính Tổng thống Donald Trump ông đã truyền đi cho những cái người mà đang làm việc chung cho ông, thưa với lại luật sư Duy. Khi mà Donald Trump lên tiếng mà nói rằng là sẽ muốn thương lượng, thằng dốt nói mà, tôi sẽ khi mà tôi đắc cử xong tôi sẽ negotiate để mà tôi làm thêm 4 năm nữa, tôi tại vì tôi xứng đáng được 12 năm. Thì đây là cái chiêu bài mà nó tương tự như là Vladimir Putin ở bên Nga, tương tự như là Tập Cận Bình ở bên Tàu vậy đó. Có nghĩa là bằng mọi giá gây hỗn loạn, gây xáo trộn, dùng Marshall, dùng cái thiết quân luật để mà cầm quyền, rồi bắt đầu mới sửa từ từ, mới soi mòn cái bản hiến pháp, soi mòn cái nền dân chủ để mà làm luật vĩnh viễn mà. Cho nên để mà mình hiểu thêm một chút xíu đó thì đi lại một chút xíu cái hiến pháp Hoa Kỳ để coi coi là Donald Trump làm được tới đâu. Chúng ta nên nhớ là từ cái lúc mà lập quốc đó thì không có một cái điều khoản nào trong hiến pháp mà giới hạn ông tổng thống làm hai nhiệm kỳ hết đó. Thì cái vị tổng thống đầu tiên là ông George Washington đó, lúc đó ông ta làm xong hai nhiệm kỳ rồi, mà đó là nhân vật mà cả nước Mỹ tôn kính mà, và muốn là ông run một cho một nhiệm kỳ thứ ba. Thì bây giờ thì lịch sử nó lờ mờ, thành ra mình không biết là cái chuyện gì mà exactly mà ông George Washington không có run cho nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng mà có một giả thuyết thì nói rằng là chính sức khỏe của ông George Washington lúc đó khiến cho ông không run cho một nhiệm kỳ thứ ba. Và một cái giả thuyết thứ hai, mà đây không phải, dĩ nhiên mình nói là giả thuyết, có nghĩa là có những cái thông tin mà nó liên quan đó mà, thì nói là ông George Washington lẽ ra ông ứng cử nhiệm kỳ thứ ba, nhưng mà ông nói là nếu mà giả sử ông ứng cử nhiệm kỳ thứ ba đó, ông tạo ra một cái tiền lệ, mà cái tiền lệ đó nó không tốt cho cái nền dân chủ, cho nên ông ta không ứng cử nhiệm kỳ thứ ba, mặc dù là rất là nhiều người muốn ông làm, mà ông nói là không, ông không có muốn tạo cái tiền lệ độc tài như vậy. Thế nên cái nó truyền đời bao nhiêu đời tổng thống cứ hai nhiệm kỳ, mãi cho tới thời ông Franklin Roosevelt. Thì chúng ta biết ông Franklin Roosevelt đó,
là ông này là tổng thống gọi là duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ mà ông ta đắc cử tới 4 lần. Ông ta bắt đắc cử lần đầu tiên đó là năm 1933. Lúc đó đó là ông Franklin Roosevelt, ông là dân chủ, thì ông tổng thống Cộng hòa trước ông đó là ông Hoover. Ông Hoover ra, mà lúc đó đó là nước Mỹ rơi vào một cái cuộc suy thoái, nó cũng tương tự như là cái thời ông George Bush với lại ông Obama vậy đó. Thì ông Hoover, dưới cái trào lãnh đạo của ông Hoover, thì kinh tế Mỹ nó rơi vào cái cuộc đại khủng hoảng của năm 1930 đó. Cho nên năm 1932, khi mà ra tái tranh cử đó, thì cái người mà challenge là ông Roosevelt, thì ông Roosevelt đã thắng, gọi là thắng landslide đó, thì landslide đó. Thì ông sau khi ông thắng rồi thì ông làm tổng thống từ năm 1933, rồi năm 1930 nghĩa là ông đưa cái kinh tế Mỹ lên trở lại, và ông là cái người mà đưa là The New Deal đó mà. Tức là ông về nội bộ đó, ông lập ra những cái cơ cấu tài chính, trong đó có Medicare cho người già, có tiền Social Security mà cho tới bây giờ chúng ta đang hưởng nè. Thì cái di sản của ông Roosevelt đó là The New Deal vào lúc đó đó. Thì vì cái thành công đó, cho nên năm 1937 ông ta, năm 1936 ông đắc cử, và cái nhiệm kỳ thứ hai của ông là bắt đầu năm 1937. Thì khi mà ông đang đưa tổng đưa đưa cái nước Mỹ này lại tiếp tục lên cực độ đó, thì ông lại là được đề cử, ông lại được gọi là cái người ta gợi ý mà ông ứng cử một cái lần thứ ba. Thì ông cứ ứng cử lần thứ ba, thì đầu năm 1941 đó là ông đã bắt đầu là cái người tổng thống duy nhất là làm tổng thống 3 nhiệm kỳ. Nhưng mà đây nó mới có một cái chuyện xảy ra. Chúng ta biết năm 1941 ông tuyên bố ông xin lỗi, ông tuyên thệ để mà ông nhậm chức xong đó, thì tháng 12 năm 1941 là xảy ra Thế chiến thứ hai. Thực sự là tổng thống Roosevelt đó được đắc cử trong cái nhiệm kỳ thứ ba, cũng vì trong cái lúc mà thế giới đang có chiến tranh từ năm 1939 đó, mà ông vẫn lèo lái nước Mỹ đứng bên ngoài mà không có nhà, không có tham chiến, và kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục lên, cho nên ông đắc cử. Thì tới tháng 12 của năm 1941 đó là cái năm đầu tiên cái nhiệm kỳ thứ ba của ông đó, thì là đã có cái chuyện Trân Châu Cảng và nước Mỹ lao vào cuộc chiến tranh thế giới. Và chính vì cái tài lãnh đạo của ông đó, cho nên năm 1945 ông đã đắc cử năm 1944, mà 1945 lại tuyên thệ làm tổng thống, và đây là cái nhiệm kỳ thứ tư của ông. Nhưng mà ông mới làm tổng thống được 3 tháng thôi, thì sức khỏe tự nhiên của ổng, chúng ta biết ổng ngồi xe lăn, ổng bị polio từ lâu lắm rồi, là lãnh đạo cuộc chiến tranh mà ngồi xe lăn không à. Thì ổng mới bị stroke thì ổng chết. Ổng vừa chết đó, thì một tháng sau là Mỹ đã chiến thắng Đức rồi, và tới tới tháng 9 của năm đó là Nhật cũng đầu hàng luôn rồi. Cho nên đây là kinh hoàng lắm. Tuy nhiên, mặc dù là ông là một cái tổng thống rất là giỏi, lèo lái nước Mỹ qua cái thời gian khó khăn nhất, nhưng mà các chính khách Mỹ mới nói rằng là bây giờ ngoài cái tiền lệ, ngoài cái một cái lần duy nhất đó ra đó, là Roosevelt mà được làm tổng thống mà 4 nhiệm kỳ đó, thật sự là 3 nhiệm kỳ mấy thôi, nhiệm kỳ thứ tư là ông đã chết rồi, nhưng mà ông đã đắc cử 4 lần đó, thì họ nói rằng là như vậy không có tốt cho cái nền dân chủ Hoa Kỳ mà. Cho nên tất cả những người làm luật lãng, thì tới năm 1951 mình mới có cái tu chính án số 22 đó. Thì cái tu chính án số 22 năm 1951 nói rõ ràng là không có tổng thống nào mà làm quá 2 nhiệm kỳ hết, là chấm dứt. Như vậy thì bây giờ nếu mà giả sử Donald Trump nói rằng là Donald Trump mà muốn làm tổng thống mà trên 8 năm đó, là trên 2 nhiệm kỳ đó, thì dạ thưa Donald Trump, nếu mà làm trừ trường hợp mà tướng lãnh mà nghe lời ông rồi lấy súng mà tràn vô trong tòa Bạch Ốc rồi bắt hết quốc hội rồi giam hết mọi người để cho ông làm tổng thống đó, còn nếu mà ông nói là ông muốn làm tổng thống là để việc sửa luật đó, thì bữa khác đi anh ba, tại vì thưa anh ba nó mệt lắm. Chúng ta nên nhớ là cái bản hiến pháp Hoa Kỳ mà mỗi lần mà mình muốn làm một cái amendment, mình muốn sửa đổi đó, thì thứ nhất là
đưa ra rồi đó thì cả thượng viện cũng là 2 phần 3 và cả hạ viện cũng 2 phần 3, mà sau khi đã thành luật rồi đó mà muốn sửa đổi đó phải đưa 50 ông thống đốc, mà tất cả năm trong 50 ông thống đốc con số nó phải lên tới là 3 phần 4, tức là 3 phần 4 số tiểu bang công nhận đó, thì cái bản cái điều khoản đó, đó cái amendment đó mới được sửa. Thành ra bây giờ hiện giờ chúng ta trong bản hiến pháp chúng ta có một cái amendment số 22 nói rằng là không ai được làm quá 3 nhiệm kỳ. Như vậy thì cái lũ sâu bọ, cái lũ từ cái con bọ hung Donald Trump này mà muốn sửa đó thì là phải phải làm đúng như vậy. Còn nếu mà Donald Trump nghĩ rằng là mình chỉ cần làm tổng thống thôi, mình ra lệnh cho mấy ông tướng là hải lục không quân là đưa lên mình để mà mình làm tổng thống đó, thì tôi có thể guarantee với quý khán thính giả là forget anh ba đừng có nổ nữa, anh ba set the force up trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, đây là những cái sự kiện mà diễn ra từ ngày cuối tuần của cái tuần vừa mới qua đây thôi nha thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị theo dõi lần này thì CNN, quý vị sẽ nghe được cái người cháu gái của Tổng thống Donald Trump đó là Mary Trump nhắc đến cái tên này là quý vị biết liền rồi. Cái người mà đã viết cuốn sách về ông chú của mình. Thì cô này qua cái lời phỏng vấn đó thì cô có nói một cái câu này là luật sư Duyên nghĩ coi coi nó như thế nào, là chú của mình ông Donald Trump đang ngày càng tuyệt vọng về cái cơ hội tái đắc cử khi mà đã tố ông ứng cử viên tổng thống bên Dân Chủ đó là ông Joe Biden đã dùng thuốc để tăng cái khả năng tranh luận. Quý vị cũng biết rằng cái cuộc tranh luận lần đầu tiên sẽ được tổ chức đó thưa quý vị là vào ngày 29 tháng 9. Thì thưa với luật sư Duyên, Lê Ngọc nghĩ là dù rằng chúng ta còn 6 tuần nữa thì mới thật sự biết ai là cái kẻ chiến thắng. Nhưng mà tất cả những cái sự việc xảy ra thì quý vị thấy khi mà người ta đặt những cái câu hỏi về Tổng thống Donald Trump về sức khỏe là đương nhiên quý vị sẽ thấy một cái tactic của Tổng thống Donald Trump là ông sẽ chuyển qua một cái sự kiện hoàn toàn khác, hoặc là ông công kích đối thủ của ông đó chính là ông Joe Biden. Thì cái việc công kích chúng ta thấy chắc chắn ông Joe Biden ông cũng công kích lại Tổng thống Donald Trump, nhưng mà Lê Ngọc thấy nó tất cả những cái sự việc mà để mà dẫn đến cái tình hình mà nó chia rẽ mà nó tồi tệ như hiện nay, những cái lời nói của những chính trị gia chúng ta thấy nó hoàn toàn khác với những cái thời kỳ từ những cái năm trước đây thưa với lại luật sư Duy. Tất cả những cái công kích nó hề, mà bây giờ đó cái hề của cái phe Donald Trump đó đúng là nó từ cái chữ desperate đó, cho nên quý khán thính giả thấy không, nói rằng là bây giờ không biết tấn công gì đó, nói rằng là Joe Biden là slow Joe, rồi xài drug, rồi buồn ngủ, rồi bị stress này nọ kia, nói toàn là những chuyện rùi bu không à. Thành ra ở ở San Jose có người hỏi tôi thì tôi cũng trả lời đó là ông nói vậy chứ ông có nghĩ rằng là Joe Biden đó là già quá chậm quá rồi không có làm tổng thống được hay không, thì tôi mới nói rằng là thì ông cái đó là tùy cái góc nhìn của ông thôi, ông nói là Joe Biden chậm nhưng mà bây giờ đó ông nhìn lại Donald Trump nhớ được có 5 chữ à, anh Duyên cũng đùa, thành ra đây là một cái thứ tổng thống gọi là bầu cua cá cọp mà, tổng thống cơ rô chuồng bích mà, anh Duyên nói như vậy là nín sách phó sắp liền, mình chỉ đưa cái sự thực ra như vậy thôi, nó hề đến một cái mức độ mà ngày hôm qua khi mà nghe Lindsey Graham là cái tay thượng nghị sĩ hồi đó, đó là bạn thân của ông John McCain. Lindsey Graham là cái người mà có những cái thước phim mà rõ ràng ca tụng Joe Biden, nói là con người này là một con người rất là chính trực mà một người bạn rất tốt, mà nếu mà du mà không làm việc được với Joe Biden là du là một cái thằng có vấn đề. Cái đó là Lindsey Graham lúc còn tỉnh táo đó, còn bây giờ mắt nó dại mẹ nó rồi. Ngày hôm qua nó mới có một cái buồn cười là Lindsey Graham vào tháng 11 này thưa quý khán thính giả sẽ tranh cử lại cái chức nghị sĩ ở trong cái vùng của mình đó, mà thì Lindsey Graham mới 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 chọc quê đối thủ của mình là cái ông Harrison đó. Nói ra Lindsey Graham nói là
Tôi đó là tôi khai thuế đàng hoàng, tôi trình làng cái khai thuế của tôi. Như vậy mà cái tay ứng cử viên dân chủ này là cái tay Harrison ấy lại không có chịu đưa cái bản khai thuế của mình ra. Rồi what is it hiding, nó đang giấu cái gì vậy? Thì vừa xong thì Lindsey Graham mà vừa nói vậy thôi, mà trời ơi, nó là trên trên mạng nó chọc quê đó. Là tại vì bây giờ là một cái tay cuồng Trump, cái tay phò Trump mà lại nói chỉ trích người khác về cái vấn đề giấu thuế đó, thì trong trên 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 internet đó nó nói là vậy thì Lindsey Graham nói đúng đó, Donald Trump giấu thuế, vậy thì hắn ta đang giấu cái gì? Hoặc là what about Trump, nói chửi ông Harrison, còn Trump thì sao? Rồi còn còn có những cái tweet đó là hey buddy, buddy có nghĩa là Lindsey Graham đó, hey anh ba, anh ba nói là Harrison giấu thuế, còn thằng nào giấu thuế nữa không? Đại khái nó như thế. Rồi như vậy thì cái thằng giấu thuế đó nó có điều gì nó giấu giếm phải không? Đúng vậy. Hoặc là đã hỏi giáo chủ Donald Trump chưa, trốn thuế hồi nào? Đại khái như thế. Rồi nếu mà đây mới là cái câu nặng nè, nếu mà đã thách Harrison mà không dám nói tới Trump thì mày là cái thằng đạo đức giả. Quý khán thính giả thấy không? Cho nên nó mới có nó buồn cười lắm. Bây giờ cả một cái không khí đó, từ Roger Stone rồi Lindsey Graham rồi Bill Barr, bây giờ tụi nó lên nó nói những cái câu mà không có còn luật lệ gì nữa đó. Đến mức độ mà bây giờ đứa con gái đó, Mary Trump, đứa đứa cháu gái đó, nó bây giờ mình đổ thừa ông Joe Biden mà xài xài drug nữa thì đây là đã là tuyệt vọng rồi. Vậy thì nếu mà quý khán thính giả đó mà nghe những cái cuồng Trump, những cái cọng rác mà nói những tầm bậy tầm bạ đó thì đừng có bực mình. Cái mà tôi muốn quý khán thính giả của NPR đó hiểu là chúng ta nói cái gì là có dữ kiện, là có luật pháp, là có lý luận, mà chúng ta không có sợ ai hết đó. Nói thẳng như vậy. Cho nên khi mà tôi đọc một cái bài viết của cuồng Trump đó thì tôi buồn cười liền à. Họ bị giới bị đến mức độ mà cầm một cái bút lên viết đó, mà cái trí của mình đó, nó tệ đến mức độ mà tôi đọc xong mà tôi phải cười sặc luôn đó. Nói chứ, nói là cái lũ dân chủ đó nó nói là Donald Trump ở truồng khiêu dâm này nọ kia. Dạ đúng rồi, đây đây là cái mỉa mai của cái cây tay viết đó nè. Nó cái chuyện đó có xảy ra chứ, đã xảy ra 74 năm về trước, lúc đó Donald Trump 1 tuổi đó, có ở truồng đó, đó là cái cách viết của lũ cuồng Trump. Nó tưởng là nó thông minh lắm, nó tưởng là nó mỉa mai như vậy là hay lắm. Thành ra tới chừng mà tôi góp ý, cũng góp ý miệng chơi với nhau thôi, chứ tôi đâu có quẩn đâu mà viết những cái bài rồi buông như vậy. Thì tôi mới nói là yes, ông nói đúng 100%. Cái chuyện đó nó xảy ra 74 năm về trước, lúc Trump còn là 1 tuổi. Nhưng mà thưa ông, cái đó là ông nghĩ như vậy thôi, chứ còn cái điều đó nó đúng chứ nó không có sai. Nhưng mà nếu mà ông hỏi những cái cô gái giang hồ, ông hỏi Stormy Daniels, ông hỏi cái cô McFrugal, rồi ông hỏi những cái người mà Trump gọi là hiếp người ta, tấn công tình dục của người ta đó, thì có một thằng Trump khác. Cái thằng Trump đó nó lúc đó nó 40 tuổi rồi, nó 50 tuổi rồi, nó 30 tuổi rồi. Cái thằng Trump mà nó nhìn cháu gái nó mà nó cũng cũng mơ là cái body của người ta, nó nhìn con gái của Michael Cohen nó cũng mơ cái body của người ta, nó nhìn con gái của nó cũng mơ nữa đó. Thì thưa ông, có một cái thằng Trump khác, và thằng Trump đó nó nhiều lần nó cũng cởi truồng như vậy nhá. Cho nên ông nói không có cái gì sai hết đó, ông chỉ nói thiếu thôi. Tôi muốn nói với ông một điều. Đấy, là khi mà nó là còn là nhộng đó, nó cũng là ở truồng, nhưng mà cái ở truồng đã tha thứ tại vì nó là nhộng. Khi nó trở thành ngài rồi đó thì nó ở truồng, mà nó ở truồng một cách bê bối, ai cũng có những cái phút khỏa thân đó. Nhưng mà cái thằng này đó, cái phút khỏa thân của nó tồi tệ, bỉ ổi, thô bỉ, bê bối đó, thì cái đó ông phải viết cho nó ra, ok? Chứ còn nếu mà ông viết không không có cho ra đó thì ông đừng có cầm cái viết nữa, nó nhục cái ngòi viết của ông vậy thôi hả? Yes, hồi làm nhộng có ở truồng, hồi làm ngài có ở truồng tầm bậy tầm bạ, từ nhộng tới ngài nó là con sâu bọ từ đầu tới cuối. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và thưa quý vị, những cái giây phút cuối trong ngày hôm nay đó thì Lê Ngọc gửi đến cho quý vị cái kết quả của những cuộc thăm dò mà New York Times rồi Đại học Siena vừa mới công bố trong cuối tuần vừa mới qua, thì cho thấy rằng là ứng cử viên tổng thống bên đảng Dân Chủ ông Joe Biden
dẫn trước Tổng thống Donald Trump ở những cái tiểu bang chiến địa nha thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta biết là còn 6 tuần nữa mới tới ngày bầu cử, thì phải làm gì để cho bên phía ông Joe Biden vẫn giữ được cái thế dẫn trước? Hoặc là Tổng thống Donald Trump, ông sẽ làm gì để mà ông có thể ông thay đổi, ông shift qua lại hoặc là ông bám đuổi được? Thì tất cả những vấn đề này thưa quý vị, mỗi ngày anh em của chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị. Thì trong những cái tiểu bang mà họ nói đến thưa quý vị, 4 tiểu bang chiến địa quan trọng mà họ cho thấy là hiện nay ông Joe Biden đang có lợi thế trước Tổng thống Donald Trump, thì trong đó có một cái tiểu bang mà họ nhắc đến, đó chính là tiểu bang Michigan, mà trước đây những người dân, những cử tri ở đây họ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump để mà chiến thắng bà Clinton. Và tiếp tục thưa quý vị, đây Lệ Ngọc mới gửi đến cho quý vị. Ở Minnesota thì với cái tỷ lệ ông Biden được 50%, Tổng thống Donald Trump được 41%. Ở tiểu bang Wisconsin, ông Biden được 48% và Tổng thống Donald Trump được 43%. Ở tiểu bang Nevada, cái lý do tại sao mà quý vị sẽ thấy là bên chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump sẽ đánh mạnh vào những cái tiểu bang mà hiện nay đang cho là ông Joe Biden đang dẫn trước. Tiểu bang Nevada thì cái tỷ lệ mà ủng hộ cho ông Biden 46% và Tổng thống Donald Trump là 42%. New Hampshire, ông Biden được 45% và Tổng thống Donald Trump được 42%. Wisconsin là một trong những ba cái tiểu bang miền Trung Tây, thưa quý vị, mà Lệ Ngọc cũng đã nói đến cho quý vị. Mà trước đây vào năm 2016 thì Wisconsin đó là chiến thắng của Tổng thống Donald Trump trước bà Clinton, thì chúng ta sẽ coi chờ đợi coi trong năm nay cái sự thay đổi nó như thế nào. Không biết cái một cái điều mà thưa với lại luật sư Duyên, những cái tiểu bang mà luật sư Duyên thường nhắc đến, nếu mà đã là dân chủ thì dân chủ sẽ chiến thắng, nếu là cộng hòa thì cộng hòa sẽ chiến thắng. Có một cái tiểu bang nào mà của dân chủ mà Tổng thống Donald Trump có thể chiến thắng, hoặc là ngược lại ở bên phía những cái tiểu bang mà là tiểu bang đỏ, tiểu bang của đảng Cộng Hòa mà bây giờ lại có cái sự thay đổi mà ông Joe Biden có thể chiến thắng, trước khi mà chúng ta tạm biệt với lại quý vị khán thính giả thưa luật sư Duyên? Trước khi mình nói là cái tiểu bang nào mà có thể bị flip á, tức là đang đỏ thành xanh hoặc xanh thành đỏ đó, thì chỉ muốn là quý khán thính giả nhớ là cái việc mà bầu cử, dĩ nhiên bầu cử cái chức tổng thống là quan trọng nhất rồi. Muốn nhắc đi nhắc lại là thượng viện và hạ viện cũng rất là quan trọng, là tại vì mình phải kiểm soát những, bây giờ mình đang có một cái chiều hướng là người ta muốn phá vỡ luật lệ mà, thì vậy thì thượng viện và hạ viện mới là cái cơ quan mà giữ luật lệ và đồng thời kềm chế những cái chuyện mà gọi là phá hoại của bên phía bên hành pháp. Vậy thì quý khán thính giả khi mà dồn phiếu, nhớ thượng viện và hạ viện trong cái lần này, tôi thì không có đảng phái gì đâu, nhưng mà trong lần này phải là dân chủ, thành ra mình phải dồn hết để dân chủ họ có cái số đa số phiếu ở thượng viện và hạ viện. Để lỡ mà cái kết quả nó là một cái sự hỗn loạn gì đó, thì cái quốc hội mới này nè, họ mới ra luật liền tức khắc và họ kềm chế. Tại vì cái con bọ hung trước khi mà nó rời cái shit hole của nó đó, là nó quậy kinh hoàng lắm. Và mình muốn kềm chế nó, mình cần thượng viện và hạ viện vào cái cuộc bầu cử tháng 11 này. Nhắc đi nhắc lại với quý khán thính giả của gia đình NPR. Còn trở lại các cái tiểu bang mà gọi là Lệ Ngọc mới vừa nói chia sẻ lúc nãy đó, đó là battleground, có nghĩa là nó là tiểu bang chiến địa mà, nhưng mà có hai cái tiểu bang mà bây giờ có thể flip vào tháng 11 này đó, là thứ nhất là Arizona, là tại vì Arizona là cái truyền thống là của đảng Cộng hòa, và bây giờ những cái người ở Arizona đó họ đang thấy là cái đảng không còn là đảng Cộng hòa nữa mà là đảng Trump. Cho nên vì nó đang chuyển thành đảng Trump cho nên họ flip. Cái đảng còn một cái tiểu bang thứ hai mà từ đó tới bây giờ cái màu đỏ đó nó rực, không bao giờ mà gọi là trong mấy chục năm liền không bao giờ mà nó flip qua bên dân chủ hết đó, thì đó là Texas.
thì ngay bây giờ Texas đang có một cái chiều hướng mà những cái thăm dò gần đây nhất nó cho thấy rằng là cái khuynh hướng của người dân người ta nhìn không có cái theo cái kiểu của Trump nữa. Chúng ta nên nhớ là cái thượng viện ở Texas đó là luôn luôn là Cộng hòa thắng rất là xa. Vậy mà cái lần vừa rồi đó là Beto O'Rourke của Dân chủ chỉ thua ông Ted Cruz của Texas đó, chỉ thua hình như là một cái khoảng cách rất là ngắn, hình như là 1-2% gì đó thôi. Cho nên người ta có cái lý do, they have reasons to believe là có thể là Texas flip. Nhưng mà nói thì nói, cái chuyện mà flip ở Texas tương đối nó khó hơn là ở mấy cái tiểu bang chiến địa. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa với luật sư Duyên, có một vị thính giả ở vùng 626 thì có hỏi đến là thưa quý vị là có phải là cái ngày mà bầu thư qua thư phải trước ngày 15 phải hay không? Thì xin cho biết để mà có thể nhắc nhở với lại quý vị khán thính giả. Thì thưa với lại luật sư Duyên, 626 như ở tiểu bang California phải không ạ? Thì không biết là luật sư Duyên ở California thì thật sự nếu mà bỏ thư có phải là trước ngày 15 đúng hay không? Mà thứ nhất là cái ngày tháng đó, quý khán thính giả nhớ là đừng có nghe anh em chúng tôi là tại vì 50 tiểu bang và mỗi một tiểu bang lại có những cái county, những cái địa phương đều khác nhau hết á. Cho nên quý khán thính giả, cái cách mà hay nhất là những cái người mà quyết tâm đi bầu, quyết tâm bảo vệ cái bản hiến pháp lần này đó, thì làm ơn ngay bây giờ liên lạc với phòng đầu phiếu của county mình để mà lấy thông tin cho chính xác. County nào họ cũng có website đó thì mình lên website, còn nếu mà giả sử mà mình không có quen xài computer đó thì cái tin tức chính xác nhất là đi đến cái phòng đầu cái tổ chức đầu phiếu của cái quận hạt mình đó, của cái county mình đó, mình lấy hết thông tin. Những thông tin đó thường thường họ cũng để bên ngoài và những cái thông tin nó rõ lắm, mà làm đủ mọi cách để mà bảo đảm cái lá phiếu của mình được count. Đến mức độ mà tôi coi trên mạng, cái này là Mỹ chứ không phải là Việt Nam, mà họ cũng nói cái câu đó. Họ nói rằng là khi mà họ quyết tâm mà trong cái rally của Donald Trump ngày hôm qua đó xong, cái rồi là họ họ tweet liền tức khắc, với họ lên trên 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 mạng liền à. Họ nói rằng là lần này tôi sẽ cố gắng, tôi bỏ phiếu bằng thư, tôi bỏ sớm để mà bảo đảm là cái lá phiếu của tôi được đến. Cho nên quý khán thính giả hiểu là họ quyết tâm, họ muốn là tối ngày 3 tháng 11 đó, cái số phiếu mà bung ra đó cũng không phải là tên, cho dù rằng là còn một đống cái thơ còn đang đếm đi nữa. Không kể, họ muốn là cái con số mà của đêm 3 tháng 11 khi mà bung ra đó là cho thấy là Biden dẫn trước. Họ không muốn là Trump dẫn trước, là tại vì mà Trump mà dẫn trước đó thì Trump sẽ phá thối để mà để cho cái đám cái những cái số phiếu thơ đó không được đếm. Cho nên mình làm hết sức của mình bằng mọi giá, tại vì cái cuộc bầu cử tháng 11 này nó là cái tương lai chính trị của Mỹ, nó là tương lai của nền dân chủ, nó là tương lai của cái bản hiến pháp. Mà mình nhìn qua một cái lũ côn đồ từ từ là Roger Stone, rồi Mike Flynn, rồi Bill Barr, rồi Donald Trump, mình không muốn thấy những cái gương mặt đốn mặt đó ở ở cái ở Washington DC nữa. Mình phải loại tụi nó cho bằng được, loại cho tận gốc. Đó là cái lời nhắn của tôi đến với quý khán thính giả. Dạ vâng, lời nhắn của vị thính giả mà ở tiểu bang California 626 thì có nhắn lại là bỏ phiếu bằng thư thì 15 ngày trước cái ngày bầu cử là trước ngày 3 tháng 11 là khoảng 2 tuần. Và thưa quý vị, như vậy thì luật sư Duyên và Lệ Ngọc tạm biệt với lại quý vị và sẽ gặp lại cho quý vị trong những cái bản tin lần tới cũng trên đài NPR. Xin kính chào. Xin chào.